người dân đài loan thân mến xin chào thật vô cùng đáng tiếc khi hôm nay chúng ta phải kết thúc quan hệ ngoại giao với honduras trong nhiều năm chúng ta đã bảo vệ niềm tin của mình đó là làm hết sức mình và bằng cách tiếp cận nhìn về tương lai chúng ta không tham gia vào các loại quan hệ ngoại giao cạnh tranh tiền bạc của trung quốc trong vài năm qua, Trung Quốc đã dùng tất cả mọi thủ đoạn để ngăn cản nỗ lực ngoại giao quốc tế của Đài Loan, đồng thời tăng cường gian đe quân sự đối với đảo Đài Loan, làm mất đi hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhưng những áp lực và đe dọa của nó sẽ không thể thay đổi sự thật rằng Đài Loan không phải là của Trung Quốc và họ tức Trung Quốc không thể làm xói mòn lòng trung thành của người dân Đài Loan với hòa bình và dân chủ, cũng không thể làm lung lay nỗ lực quan hệ quốc tế của chúng ta. Người dân Đài Loan đã chứng minh với thế giới rằng chúng tôi sẽ không lùi bước trước đe dọa. Quan hệ hợp tác của chúng tôi với các quốc gia có cùng hệ tư tưởng sẽ chỉ có mở rộng hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp cho tất cả. Tuyên bố của bà Thái được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Honduras cho biết hôm thứ Bảy rằng chính phủ Honduras công nhận sự tồn tại của một Trung Quốc trên thế giới và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Honduras cũng đã thông báo cho Đài Loan về quyết định cắt đứt quan hệ và họ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ hay liên hệ chính thức nào với Đài Bắc. Động thái này khiến cho Đài Loan chỉ còn được 13 quốc gia có chủ quyền công nhân Trung Quốc và Đài Loan đã cạnh tranh nhau để giành được công nhận ngoại giao kể từ khi hai bên chia rẽ trong cuộc nội chiến năm 1949. Bắc Kinh đã chi ra hàng tỷ đô để giành được sự công nhận cho chính sách một Trung Quốc của họ trung quốc coi đài loan là một trong những tỉnh của mình và không có quyền quan hệ giữa nhà nước với nhà nước một quan điểm mà chính phủ được bầu cử dân chủ ở Đài Bắc cực lực phản đối. Việc Honduras cắt đứt quan hệ với Đài Loan đã được dự đoán sau khi ngoại trưởng Honduras tới Trung Quốc vào tuần trước và tổng thống Xiomara Castro cho biết chính phủ của bà sẽ bắt đầu quan hệ với Bắc Kinh. Khi đó, bà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh viết trên Twitter rằng Trung Quốc và Honduras vừa thiết lập quan hệ ngoại giao. Như vậy, với tuyên bố trên của bà Thái, ngoại trưởng đài loan joseph u sẽ phải đóng cửa đại sứ quán ở honduras và rút đại sứ về nước ngoại trưởng u cho biết bà castro người vừa nhậm chức tổng thống honduras vào đầu năm ngoái và chính phủ của bà luôn ảo tưởng về trung quốc bộ ngoại giao và đại sứ quán đài loan đã nắm được các thông tin liên quan và xử lý thận trọng tuy nhiên chính quyền castro cũng yêu cầu chúng tôi khoản hỗ trợ kinh tế khổng lồ hàng tỷ đô la và so sánh giá tiền đối với các chương trình hỗ trợ do đài loan và trung quốc cung cấp ngoại trưởng u nói thêm rằng người đồng cấp Honduras đã viết thư cho Đài Loan vào ngày 13 tháng 3, một ngày trước thông báo ban đầu của bà Castro, yêu cầu viện trợ tổng cộng 2,54 tỷ đô, bao gồm cả việc xây dựng một bệnh viện và một con đập cũng như xóa nợ cho họ. Ngoại trưởng U đã viết rằng có vẻ như thứ họ muốn là tiền chứ không phải bệnh viện. Như vậy, Honduras là đồng minh ngoại giao thứ 9 ngoài Đài Bắc để mất vào tay Bắc Kinh kể từ khi bà Thái nhậm chức vào đầu tháng 5 năm 2016 về phía mỹ bộ ngoại giao hoa kỳ cho biết bất kể quyết định của honduras là gì hoa kỳ sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng sự can dự của chúng tôi với đài loan